Đời Thương Phật Độ, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, vận trình hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc ao ao đổ về nhà, giàu sang phú quý bộ vây. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Canh Tuất đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ ra rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Canh Tuất sẽ được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý anh chị tuổi Canh Tuất sẽ được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này, thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Canh Tuất cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Người tuổi Canh Tuất khi còn nhỏ không gặp nhiều may mắn, nhưng từ trung vận trở đi, xây dựng được sự nghiệp tầm cỡ, hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc. Người tuổi Canh Tuất mệnh thoa xuyến kim, bản chất thoa xuyến kim đã có khí chất tôn quý, sang trọng nên những người tuổi Canh Tuất có mệnh này tính cách thường thanh cao. Vì họ ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Cũng giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy, hành động của người tuổi Canh Tuất mệnh thoa xuyến kim thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Thoa xuyến kim là vật quý cho nên thích sự nâng niu, tôn trọng. Bản thân họ ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Người tuổi Canh Tuất mệnh thoa xuyến kim cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong công việc và cuộc sống, người tuổi Canh Tuất có khát vọng là tỏa sáng, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên, đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng, vì thế nên thoa xuyến kim giàu chí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng, những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao thoa xuyến kim rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 gặp được cục diện ngũ hành, Mão Tuất nhị hợp trợ mệnh, giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của con giáp này có nhiều khởi sắc đáng mừng. Tuy cũng có lúc gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn ở vị trí vốn có của nó, có nỗ lực thì có thành quả thu về. Xem tử vi tháng mới cho thấy, vận khí trong tháng có thuận, có nghịch, cát hung song hành. Nhưng nhờ có cát tinh là chính quan chiếu mệnh, nên chỉ cần bản mệnh hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng và đưa ra kế hoạch cụ thể, có ý chí quyết tâm, đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng, thậm chí còn vượt mong đợi. Trong tháng, công việc tiến triển thuận lợi, dù cường độ công việc không hề ít, áp lực tinh thần cũng khá lớn. Bạn nên nhớ là làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo lại gây ra sai sót, kéo theo tiến độ chậm, dẫn đến không đạt được mục tiêu đề ra. Tháng này, bạn nên dành thời gian sắp xếp lại công việc, lập kế hoạch cụ thể với mục tiêu rõ ràng để không bỏ lỡ thời cơ vươn tới thành công.
Ngoài ra, tham vọng cũng là cách tốt để thúc đẩy động lực phấn đấu. Con giáp này cũng đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích, kẻo tự gây áp lực cho chính mình. Bạn chỉ cần tập trung làm những việc mình vốn đang theo đuổi, làm đến đâu cho ra đời kết quả rõ ràng đến đấy. Đừng ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc hay là tham lam những điều xa vời, sẽ không tốt cho bạn trong thời điểm này. Trong tháng 6 âm lịch này, người tuổi Canh Tuất cũng gặp phải nguyệt lệnh lâm suy ở Tuất, báo hiệu vận trình trước thuận, sau nghịch, vận trình sẽ giảm sút về cuối tháng. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt để tiến hành từ ngay đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Trong tháng do không có nguyệt lệnh ủng hộ, như vậy bạn nên cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng có nhiều cát khí, nhưng điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ, bạn càng xông xáo, càng dễ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó tới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng. Ngoài ra nội bộ nơi làm việc cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Xem phi tinh tháng. Trong tháng có lục hợp các tinh chủ về chức vụ, tài lộc, hỷ sự xuất hiện ở hướng chính nam, nơi này vượng vận tài khí. Nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý, sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào, đón nhiều niềm vui. Người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân. Để chiêu dụ cát khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Về mặt tài vận, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, về phương diện tài lộc tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Ở độ tuổi ngoài 50, người tuổi Canh Tuất cũng đã tạo cho mình một vị trí đứng nhất định trong xã hội, thất bại có, đau khổ có và cũng đúc kết cho mình được nhiều kinh nghiệm, biết nhìn xa trông rộng, hành sự chắc chắn nên mọi việc mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về được nhiều lợi nhuận. Nhưng trong tháng 6 âm lịch này, đối với những người làm công ăn lương, công chức, viên chức hay cơ quan hành chính, bản mệnh nên tập trung vào công việc chính của mình sẽ tốt hơn, điều này sẽ tốt cho con đường công danh, sự nghiệp của mình về sau. Bạn đầu tư thời gian và tâm huyết của mình cho công việc, hoàn thành công việc của mình xuất sắc, thì chắc chắn cuối tháng ngoài tiền lương thì có khả năng bạn sẽ được nhận thêm tiền thưởng, phần quả xứng đáng từ cấp trên nữa. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một tháng buôn bán suôn sẻ, bạn lập ra kế hoạch định hướng, mục tiêu rõ ràng. Khả năng tính toán của bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Con giáp này sẽ có một tháng tài lộc hưng vượng, có quý nhân giúp đỡ nên không cần phải lo lắng nhiều. Sự chăm sóc của thần tài lại thêm ngũ hành Mão Tuất nhị hợp trợ mệnh, mang đến cho người tuổi Canh Tuất có được những cách kiếm tiền rất tốt, thu chi cân đối, giúp cho bạn tích lũy được về tiền bạc, của cải khá ưng ý. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà hoặc được thưởng hoa hồng. Lợi tức cũng có thể là trúng số, trúng thưởng, các khoản tích lũy làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên. Khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý nhé, tránh làm tài khí bị tiêu tán. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên thận trọng, dù trong tháng có nhiều cát khí, cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Đừng làm theo phong trào hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác, dù có thể thành công đấy, nhưng không bền vững, tài khí nhanh tụ, cũng nhanh tán. Xem phi tinh tháng. Trong tháng có, bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng Tây Nam, đây là phương vị cát lợi cho tiền tài và địa vị danh vọng. Nếu có thể bài trí phong thủy hợp lý, khéo sử dụng các vật phẩm phong thủy mang hành kim, sẽ thúc vượng hỷ khí, cát khí hội tụ, giúp cho công danh, sự nghiệp, tài lộc như ý, sẽ làm cho bạn hài lòng. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, về phương diện tình cảm của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, về cơ bản là bình ổn. Tuy vậy, nhưng không có nghĩa là được êm xuôi hoàn toàn, với những người đã có đôi, có cặp, có thể gặp chút vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống, khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm, biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn lúc này. Bạn rất cần sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình. Mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít, đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững vàng cho bạn.
đối với người độc thân sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp quý nhân che chở, nhân duyên thêm vượng. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Tháng 6 âm lịch này có nhất bạch đào hoa tinh bay vào hướng đông nam. Tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng, gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc êm đẹp nhé. Về mặt sức khỏe, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho thấy về phương diện sức khỏe của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần phải quan tâm nhiều hơn. Trong tháng có Mão Mộc khắc Tuất Thổ nên sức khỏe có phần suy giảm, bản mệnh dễ bị bệnh cũ tái phát, bạn cần phải cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy không có bệnh tình nghiêm trọng, nhưng bạn đừng tạo ra nhiều áp lực cho bản thân, khi về đến nhà thì đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng giảm sút. Ngoài ra trong tháng cũng có điềm báo gặp họa huyết quang, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra. Và để có được thành công thì người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 phải vượt lên chính mình. Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Đó là những câu thơ cổ vũ và động viên chúng ta sau mỗi lần thất bại. Thế nhưng cuộc sống đâu phải chỉ là chúng ta chiến thắng kẻ khác mới trở nên dễ dàng đâu. Chiến thắng thực sự hiển hách nhất phải là khi chúng ta vượt qua chính mình, đẩy lùi những mặc cảm tự ti, ta mới thật sự chiến thắng. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Chiến thắng là khắc phục những khó khăn, vượt qua những thử thách để rồi sau đó ta được hưởng thành quả của sự vinh quang. Chiến thắng bản thân là khi ta vượt qua những rào cản và giới hạn của chính bản thân mình, đạp đổ những thử thách trong chính tâm hồn để bản thân mình thật sự chiến thắng. Xét đến cùng, chiến thắng bản thân mới chính là hào quang chói lọi nhất, bởi lẽ trong cuộc đời, kẻ thù lớn nhất lại là chính mình. Ta có thể vượt qua hàng ngàn đối thủ khác nếu như biết đánh vào điểm yếu của họ, nhưng suốt đời ta cũng không thể nào thấu hiểu được chính bản thân mình. Đôi khi chính vì sự thật nghiệt ngã đó mà nhiều người đã đầu hàng chính mình, gục ngã trước những rào cản mà chính ta đặt ra. Cho nên, nỗi sợ của bản thân luôn là điều khó khăn nhất và chiến thắng được nó cũng là chiến thắng vinh quang nhất. Cuộc sống là đấu tranh để giành được thắng lợi. Xã hội luôn luôn biến đổi, những gian truân thử thách được dựng lên cũng ngày một xoay chuyển đòi hỏi ta phải thật sự bản lĩnh để dũng cảm chiến đấu lại với chúng. Bản năng tồn tại không cho phép chúng ta dừng việc đấu tranh lại và thực tế rằng hàng ngày ta vẫn phải đương đầu với hàng loạt những rắc rối của chính mình. Mỗi sáng thức dậy, bạn phải đấu tranh giữa việc dậy đi học sớm và việc ngủ thêm giờ. Đó cũng là một cuộc đấu tranh giữa sự lười biếng của bản thân và việc chấp hành kỷ luật. Nếu chiến thắng được nó, bạn sẽ chiến thắng được nỗi sợ của chính mình đầu tiên trong ngày. Đấu tranh với bản thân luôn là cuộc chiến khó khăn nhất. Nhiều khi ta còn chẳng hiểu nổi mình muốn gì, làm gì và đang suy nghĩ cái gì. Thế giới tâm hồn ta phức tạp và bởi thế việc giải quyết những rắc rối của chính mình cũng chẳng đơn giản một chút nào. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc đứng bên hai ranh giới để phán quyết mình nên đi bên nào cho đúng. Bởi thế, cuộc chiến với bản thân lúc nào cũng tiềm ẩn những khó khăn, vất vả vô cùng. Cũng chính vì sự phức tạp đó mà chiến thắng được bản thân lại chính là chiến công hiển hách nhất. Làm được điều ấy tức là bản lĩnh của con người đã thật sự trở thành nền tảng đương đầu với mọi khó khăn. Con người phải đấu tranh để hoàn thiện nhân cách và bảo vệ danh dự của mình dù việc ấy đôi khi phải đánh đổi bằng sự mất mát và không ít công lao. Socrates, nhà hùng biện nổi tiếng, ngày trẻ bị mắc chứng nói lắp. Ông đã ra biển ngậm sỏi và tập nói át tiếng sóng biển để rồi sau này những lý luận của ông sắc bén và trôi chảy không ai có thể sánh bằng. Có phải đó chính là chiến thắng vinh quang nhất mà Socrates đã giành được trong cuộc đời mình hay không? Nỗi sợ hãi của chính bản thân khiến cho nhiều người không dám vượt qua rào cản mà cuối cùng đành chịu đựng nó. Tuy nhiên, bản thân chúng ta luôn có phần bản lĩnh và chính điều đó sẽ giúp ta đứng vững để đấu tranh trước những thử thách chông gai. Câu nói chứa đựng bài học sâu sắc về sự tự đấu tranh, khuyên con người ta không được sống buông thả, nuông chiều chính mình mà cần đứng lên dẹp bỏ hết rào cản để vững tin trên con đường đi phía trước. Bạn có sẵn sàng vượt qua nỗi sợ độ cao để lên sân thượng ngắm những vì sao? Bạn có dám vượt qua nỗi sợ môn toán để giành được điểm cao nhất lớp? Những nỗi sợ của chính mình sẽ biến mất nếu bạn thật sự quyết tâm đạp đổ nó. Là con người, đừng để khó khăn làm chùn bước bạn, mà hãy vượt qua nó và chiến thắng. Đó là niềm vui sướng, hạnh phúc nhất, vinh quang nhất, xứng đáng dành cho bạn. Vâng, quý vị thân mến! Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023.
cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.